we sail a little bit high. Cầu còn mấy vé em? Một vé cuối tay luôn. Quý vị ủng hộ cho cầu còn thì quý vị tắm lên cho cái cầu này ít rủi nhiều may ha. Ai còn vé đem cho Nhi, tăng cường cho Nhi không? Thảo Nhi, có vé chưa em? Chưa. Cầu còn đem xuống luôn. Mấy gì đây, số gì đây? Lắc lặng mà nghe tôi kêu con tờ ra mà con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra? Con số gì đây, tờ ra là ra con mấy? Con số gì ra, con số gì ra? Ai sẽ được cân đời chưa đời con số mấy? Nếu chúng là trời cho mà không chúng là trò chơi. Lỗ lỗ còn bao nhiêu vé em ơi? Lỗ lỗ ơi, mấy gì đây, số gì đây? Hội chờ rất mong vui, chúng em xin mời bà con ghé chơi. Lô tô thật hay, cùng Sài Gòn tăng thời đây. Những dòng quay là quay những dòng đời. Mấy gì đây, số gì đây? Rồi quý vị bây giờ có bắt chúng ta mới bắt về sân khấu. Bắt đầu do số quý vị ha. Mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra? Số gì đây, số gì đây, số gì đây? An Giang có lông xuyên mặn mà, ai đi Châu Đông nhớ ghé qua chia bà. Về tỉnh Biên nhớ thương em Hà Tiên, chiều trên đồng xuân sâu áo dài em dịu hiền. Ô cô ơi nhắn ai đôi câu, người em chờ mới Tân Châu, có thương xin đợi chờ. Nếu có kẻ yêu thương đất miền Tây, nhớ thăm em lại người em nơi núi Sam. 38 số đầu tiên. Mấy gì đây, ba gì đây, ba gì đây? Niềm chân ngôn thần chú, cuốn phóng sánh gia ngập trời. Vũ gió bay về, bão phố lên sơn vui trôn. Lòng này đã quyết, vì chàng nên thiết. Chẳng mang chi kiếp tu ngàn năm. 35 số đã biết kìa, ai có mua vé đâu thì về lộ còn mấy vé mấy vị ơi. Xem chọt cái theo chị vậy, chị ốm được 2kg rồi lại chọt nữa. Mấy nay chị mặc 5kg chị thở gần chết vậy đó. Số trời lộ mấy vé của các chị ơi, mua giùm lộ lộ nha, vé đằng sau nó lộ ơi. Vô đây luôn em. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, con mấy gì đây, con một cái chó đằng sau luôn lộ. Số gì đây, mấy gì đây, ghi niềm quý trái tim ngất ngây đợi nhau. Tình ơi giờ đây xa vắng, nhớ thương chân dương vậy đâu. Dù trời số gì đây, số gì đây, cái số gì ra, số gì ra? Hai gì đây, cái hai gì đây, hai gì đây? Cái nhà em dột cái cột mà anh siêu, bước đỡ tiền nhiều cửa sang mà hao tốn. 24 cái 24 24 số gì đây, mấy gì đây, con ba gì đây, ba gì đây? Ngày xưa tôi có quen một người em tôi đang 16 lẻ tông chấm ngon vai. Tình như nụ hoa nở trong lòng từ ngày sau. Rồi yêu thương ngày đêm sâu tình yêu cho nhau. Tình hôm nào xuân qua giấy nào nào. Riêng tôi cô đơn biết nhau một tình yêu nhau. Vì ai? 32 có ai như yêu, người thân mấy. 32 ai bóp cổ em hai cái gì mà lạ vậy? Dạ. Nghe nè, hai cái muối nó lên tới trên, hai cái bánh bò nè. Trời đất ơi, nhảy gì kỳ vậy? Hai cái bánh bò. Không bao giờ con dân nó kêu thêm nữa chị mà tròn được đâu, nó bị éo luôn đó. Nhảy xong thì hai bánh bò rồi lên nữa. Hết rồi, hết món rồi, món rồi. Số gì đây? Số gì ra, số gì ra, số đã con mây. Số gì đây? Ba bốn sao làm rơi. Non tiên chẳng lo tu hành.
vừa ngoài, rồi đây ăn muốn lời nào thà. Ta đâu kém thua mình, đồ trẻ con đừng mong. Mời chào chẳng thấy, cùng nhau thấp cao so tài nhau. Còn số 6, còn số 6 thì còn số 6 là còn số 6. Cường xưa chứ. Bây giờ chị Thảo đã bảo cuộc số sáu, cuộc số sáu, cuộc số sáu mi gì ra mi gì ra. Đây em kêu câu của chị nào, câu chị nha. Mi gì ra mi gì ra. Nước cái cổ cao lên. À. Nước cổ cao lên. Cái câu chị thấy cô ta đâu sát con mèo á. Chị là ghét kiên làm kiên. Chị ghét kiên kiên chi su y tất chi. Mày những quyền kiếm chết có đời bày sớm nào. Cô ta chú ý sớm. Lại nè, của người ta chữ kiếp ngọt lắm nè. Số gì đây, mang gì đây, mang gì đây. Chưa biết tin làm chi số ghi đôn chuông. Thấy không, nhẹ nhàng, em làm hộp quá. Rồi rồi rồi, em chắc lại làm. Chưa biết tin làm chi số ghi đôn chuông. Sao kì anh làm hại cho em làm bọn nữa đó. Cho làm lần nữa không? Không được, mắc gáp gì nha. Rồi rồi, để em cố gắng nha. Chưa biết tin làm chi số ghi đôn chuông. Nó cũng bị thất kể đấy hả? Ờ, bỏ đi con. Chị biết tên đến chi người bày xoay nhà. Cô ta thương nghe sớm của mình. Cô ta giữa chuông đặt cam. Con 18 mấy gì ra số gì ra. Số gì ra, số gì ra. Đời từ muôn vỡ, tiếng mưa có mưa bao giờ. Chuyện lòng tôi kể đến nay kết ta mùa mưa. Tôi đem tất cả tim lòng dâng hết cho người. Trở xanh lá an bài. Yêu nhau như bướm say hoa. Đẹp như giấc mộng vừa qua hết năm đầu. Năm sau mưa gió gì đâu. Nàng đã quên dần. Ta gọi năm thứ hai. Năm mười hai có mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra chiều về chậm chậm trong chiều. Quay trên cành bao tơ liễu kéo nhau chạy xuống hồ. Mấy sáng bay bay làm tôi thấy quân tôi. Và tất cả một trời chỉ thăng xô. Sáng nay vô số lá vàng rơi. Người chiến nữ ấy đã xa lìa cõi đời. Có một chiếc xe màu trắng đục. Bốn con ngựa trắng xếp thành mà hạng tư của năm mươi tư. Năm mươi bốn mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây. Lô tô một vé lô tô. Lô tô hai vé lô. Đau thật, đau lắm. Đau lắm, đau lắm. Trời ơi, phá đó. Phá đò người mà lỗ. Cái đèn mới ngon nè. Kính thưa quý vị khán giả, Lộ đã phải nhập cái này từ gọi là phải nhập khẩu đó quý vị. Hai cái kèm này nè, từ rất là xa và từ nghệ. Em ra hối lỗi đi. Dạ, cái này là bằng thủy tinh. Ê, mọi người là làm bây giờ chị Thảo gì bằng pha lê rồi gì nói gì mất tiền để trang trí. Dạ, hai cái màn này là 800 nghệ nhân làm 3 tháng mới xong. Vậy mà em xin cúi đầu chờ chi cạo. Tóc giả mà đồ cạo cái gì má. Xin chị rộng lòng tha thứ cho em. Kẻ à, bây giờ vậy đúng rồi. Chị ơi, chị em là con người sao? Chứ không phải miếng thịt mà chị xiên què. Không. Chị nướng. Em xin lỗi chị. Mày đem cái gì vậy mày. Em chỉ còn niềm tin em bấu víu. Mày giấu hai miếng bánh bò, mày giấu đi con nói chuyện. Em xin lỗi. Cái hư. Chị. Gì? Chị nhìn tin làm chi số ít đơn chưa. Trời ơi. Phi dao hả má? Rồi chứ chị làm sao? Rồi ngon luôn, gắt cái đầm. Con này mà nó không đổ nợ với cái đoàn này, tôi con mấy người liền. Tội chồng thêm tội. Bây giờ mà tôi thông báo với cái tóc giả của tôi luôn. Chưa trả tiền nữa. Rồi, cái tóc giả của chị phải không? Ừ. Thì bây giờ là đây sơ cộng 5 trả nè.
Trời ơi, coi như lại đi. Hơi nước đông vũ. Trời ơi. Đổi nãy giờ hơi nước á. Hơi chua chút xíu nữa. Thôi tao tặng luôn đó. Thì đó, em cảm ơn chị. Cái đầm này của chị đó, cởi chả chả kéo tiền tiêu cởi chả luôn á. Thôi má. Sao vậy? Dạ. Cái đầm này tặng luôn á. Dạ. Cúng giường tháng 7 luôn á. Dạ. Chứ mày trả là tao cũng đem đốt. Dạ. Miếng bánh ngọt chị, miếng bánh ngọt thốt nốt của chị luôn á. Mày để mày ăn đi. Con quỷ. Tôi chưa thấy con nào nó dơ với cô này. Bà đủ cha mày ra đi. Trời Phật ơi trời, bữa nay mày phá đoàn tao, mày chết rồi. Yêu nghiệt. Thôi lỡ rồi, thôi em làm phụ kiện luôn. Em cảm ơn chị, coi như bữa cúng giường bữa nay đi ha. Rồi, dò tiếp cái gì? Gầm bà gỉ xả cho mày đó. Dò tiếp cái gì ơi? Mỹ gì ra, hey! Mỹ gì ra, Mỹ gì ra, số gì đây? Mỹ gì đây, Mỹ gì đây, Mỹ gì đây? Em gái vườn quê, em gái vườn quê. Cuộc đời trong trắng, cuộc đời trong trắng. Dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Con 15, con 15, con 15, con 15 chọt chọt vô quý vậy ơi. Con 15, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Có bốn thầy trò lên núi mà thỉnh kinh. Cái bụng trình ảnh là sư bát giới. Cái tai phơi phới là quỷ sa tăng. Cái mặt hay nhăn là đường mà tam tạng. Cái tính liều mạng là tôn ngộ không. Người cầm bình bông là Quan Âm Bồ Tát. Người cầm cái bát là Phật Tổ Như Lai. Quá phép bàn tay nhốt ngay anh tỷ bột. Còn số 1, con là tập số trời hồng. Kính thưa quý vị khán giả, con số may mắn, con số 1 đoạt giải quý vị nha. Và ngay bây giờ trong khi thời gian phục vụ vé thì rất mong quý vị cũng ủng hộ nhiệt tình và trao thưởng. Rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình dùm loại tiếp theo. Trời ơi, thấy ghét chưa? Và số trời ơi, hai người kinh luôn. Chúc mừng em và mời anh xếp hàng ở trong nha. Cái gì mà dòng này cá rạp, cái gì số 1 gì kia qua? Có 1, 18, có 2, 38, có 3, 52, có 4, 399 hợp lệ. Chúc mừng anh trai. Rồi, chúc mừng em nha. Dạ dạ, lên đi anh, lên đi anh. Dạ số 1, 18, 38, 52 hợp lệ xin chúc mừng. Dạ số 1, 18, 38, 52 hợp lệ xin chúc mừng em gái. Rồi, mình quay lòng cầu xem ai có số bự nhất nha. Rồi, ngay bây giờ chúng tôi sẽ trao giải cho ba vị khách may mắn. Trong khi đó, chúng em đang phụ trợ dòng lợi tiếp theo. Xin mong quý vị cũng ủng hộ nhiệt tình dòng lợi tiếp theo quý vị nha. How far can we get if we sell?